Hello students xin chào tất cả các con với môn tiếng Anh lớp 5 là một môn tiếng Anh cuối cấp khi các con đã phải học hết tiểu học và chuẩn bị đi lên cấp 2 là một môn khá là khó với các mẫu câu dài hơn, các loại từ vựng khó hơn và đặc biệt là các con sẽ không học từ vựng với những câu đơn lẻ nữa, với những từ đơn lẻ nữa mà chúng ta học thành những cụm từ có từ 2 đến 3 từ trở lên. Các mẫu câu cũng sẽ dài hơn. Ngày hôm nay cô muốn nói với các con về hoạt động quan trọng nhất trong một lesson mà các con cần phải nắm vững. Như con đã biết, với một unit chúng ta có 3 lesson Lesson 1, lesson 2 uh, lesson 3. Vậy thì các con cần phải hiểu xem trong mỗi một lesson mình cần phải nắm vững bài nào. Ngày hôm nay cô sẽ nói cho các con nghe trong lesson 1 and uh, lesson 2 thì chúng mình sẽ cần phải chú ý đến activity 2. Đấy là bài point and say. Hoạt động này là hoạt động thứ hai trong bài và là hoạt động quan trọng nhất tại sao lại là quan trọng nhất bởi vì hoạt động này sẽ đưa ra mẫu câu mà các con cần phải nắm được trong lesson đó cũng như là những cái lượng từ vựng hay là trường từ vựng mà các con cũng cần phải học được để sử dụng với mẫu câu đó thường thì trong sách sẽ đưa ra một mẫu câu hỏi và mẫu câu trả lời và theo đó là sẽ có bốn cái trường hợp từ vựng hoặc là sáu trường hợp từ vựng tùy theo bài Vậy thì sau khi học mỗi một, một lesson các con cần phải nhìn lại bài đấy là bài đầu tiên Các con cần phải xem mẫu câu đó là mẫu câu gì Và các từ vựng cần phải nắm là từ vựng gì Sau đó các con sẽ học thật thuộc cái mẫu câu đó cũng như các từ vựng đó để vận dụng làm vào các bài nghe và bài đọc, bài viết phía sau. Còn bài đầu tiên thì là bài mà chúng ta sẽ xem xem là cái bài cũ chúng mình đã học cái gì, đây là những câu đã học và cái mẫu câu mà chúng mình sẽ học tiếp theo. Như vậy là trong mỗi một lesson, đặc biệt là lesson 1 và lesson 2 thì các con cần phải lưu ý nhất đến là activity 2. Đấy chưa ạ? Chúng mình nhớ nhé Đấy chính là hoạt động quan trọng nhất Lần sau cô sẽ hướng dẫn các con xem Với lesson 3 thì chúng ta sắp như thế nào nhé Goodbye and good luck